Hello, hello, chào mọi người, chào cả nhà ha. Và tiếp tục cho cái bộ nail hồi nãy. Thì Christine mới làm xong 3D. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ 3D với mọi người nha. Và Christine sử dụng những cái màu trong set 200. Thì nếu mà anh chị nào mà không có 200 thì hiện tại là Christine mới ra cái set mà 3D gồm có set 1, set 2 của mình nha mấy anh chị. Và mình sẽ sử dụng những cái màu trong collection là 3D của mình. Thì nếu mà anh chị nào mà có collection 200 thì mấy anh chị dùng những cái màu trong collection của mình 200 nha. Còn không có thì mình sẽ có cái collection này thì nó sẽ hỗ trợ cho mấy anh chị làm 3D cho nó dễ hơn nha mấy anh chị. À, và cô xin sử dụng những cái màu có trong set này nè mấy anh chị. Đây ha, những cái hũ này là hũ 3D ha. Rồi cộng thêm một cái white nữa. Và trên này là cô xin sử dụng thêm một cái màu xanh, màu blue nha mấy anh chị. Thì đây là những cái tông màu của mình. Đó, thì mình sẽ làm ra cái bông 3D giống vậy nha. Và để cho mấy anh chị tiện thì mấy anh chị không có 200 màu hay là mình lựa chọn đây ha. Đây là cái set mà 3D. Đây, hôm nay thì tôi xin sử dụng những cái màu trong cái set mà set 2 của mình. Đây là những cái màu trong set thứ hai của mình sẽ lựa chọn nha mấy anh chị. Ở trên đây thì nó hơi gần chút xíu. Đây là những cái set 3D của mình gồm có set 1 và set 2. Thì khi mà anh chị mua thì mình có thể là mua set 1 và set 2, nhưng mà đa số thì tôi xin cũng sẵn màu cho mấy anh chị rồi. Thôi thôi, của mình gồm có 40 màu. 40 màu thì trong đó là đầy đủ tông màu cho mấy anh chị dùng luôn nha. Còn nếu mà extra, nếu mà trong trường hợp cần màu gì thêm để mình xem chút xíu nha. Nếu mà trong trường hợp anh chị cần những cái màu thêm thì mấy anh chị lấy thêm những cái màu trong set 200. Tại vì tôi xin chọn những cái màu tông mà dễ làm nhất để chia sẻ cho mấy anh chị và soạn ra hai cái set những cái màu đẹp nhất và dễ phối màu nhất. Để cho mấy anh chị làm mình dễ làm nha. Thì hôm nay thì mình sẽ sử dụng là 5 màu trong collection là 3D của mình. Và cộng thêm một cái 3D white nữa. Và cái 3D white này là của xin không có extra, không có để trong cái set này. Khi mà anh chị muốn thì mấy anh chị mua cái hũ lớn. Tại vì màu trắng thì mấy anh chị sẽ xài rất là nhiều. Còn những cái màu á thì mấy anh chị sẽ xài ít thôi. Thành ra là mấy anh chị sẽ mua thêm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cái bông này. Thì mấy anh chị thấy là những cái màu đây. Và cô xin có nhiều anh chị là nói cô xin là mình sẽ lấy màu cho mấy anh chị xem. Và hôm nay thì mình cũng lấy màu cho mấy anh chị xem luôn. Tại vì khi mà nó vướng ở đây nó sẽ bị mất focus. Nên thành ra cô xin sẽ lấy một cái màu trước cho mấy anh chị xem nha. Rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành và làm xong cái bộ nail này. Đây. Đây là 5 màu cộng thêm một cái màu trắng thì mình sẽ lấy từ màu lợt tới màu đậm, màu nhạt tới màu đậm nha. Nè, mấy anh chị ha, lấy từ màu nhạt tới màu đậm nè. Đây, cô xin sẽ lấy ra màu cho mấy anh chị xem. Đó, ha, lấy màu ra cho mấy anh chị xem, sau đó thì mấy anh chị sẽ đặt lên là như vậy ha. Lấy lại nè. Nè. Và cô xin khi mà làm cũng rất là hay lấy chia sẻ cho mấy anh chị nè. Đó ha. Thì nó sẽ ra cái màu mà mấy anh chị muốn, tùy thuộc là mấy anh chị nó phối màu nó như thế nào nha. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ để nó qua một bên. Tại vì nếu mà mình để trong đây á thì cái máy của mình á thì mấy anh chị sẽ bị mất focus. Thành ra là mấy anh chị sẽ rất là khó làm. Và trong cái phần này làm thì cô xin sử dụng là liquid EMA pha chung với acetone nha. Tại vì nhiều anh chị mình cũng rất là thường xuyên làm live luôn, nhưng mà tại vì nhiều anh chị cũng bận á, thành ra không phải là live nào mình cũng xem chi tiết và rõ ràng được. Và hôm nay thì mình làm hai ngón thôi để mà mình dễ dàng chia sẻ cho mấy anh chị là mình tham khảo thêm nha. Cái cách làm của mình thì hôm nay bây giờ thì mình sẽ đi cái ngón này. Đây, mình sẽ đi từ màu nhẹ tới màu đậm thì nó sẽ ra cái màu này. Ha. Đó, mình sẽ đi cục bự hơn. Sau đó thì mấy anh chị sẽ để trên này ha. Đó, khi mà mình lấy cục bột lên, bắt đầu mình sẽ dùng cái thân cọ nè, mình tán cái cánh bông của mình nó ra. Bông 3D được thiết kế theo để làm 3D, chuyên làm 3D nha mấy anh chị. Còn bột tuy in quanh là mình vừa làm được, nên thành ra là nó có những cái màu pigment nó nhiều thì mấy anh chị có thể là pha thêm bột clear vô để cho nó tăng cái độ dẻo lên, để cho mấy anh chị làm cho nó đẹp, cho nó dễ hơn. Đó, cánh đầu tiên thì mình sẽ cho nó lớn. Đó, mấy anh chị thấy là nó màu nó ra rất là xinh không?
Đó, mình sẽ đo lại cái khoảng cách của cái cánh bông nha, để lát á mình làm mình cho nó dễ. Đây, để xem. Ok. Tiếp tục đi cái cánh thứ hai. Đó, hồi nãy thì ngay lúc đầu thì mình cũng lấy bột màu cho mấy chị xem ha. Và khi mà mình đi cái cánh thứ này thì mình sẽ đi lớn một chút xíu. Để đi lớn một chút xíu nha. Đây là cánh thứ hai, ở đây mình sẽ đi bốn cánh. Xong hai cánh thứ hai, giờ mình đi cánh thứ ba. À, mình đi cho nó bự chút nha mấy chị. Mình muốn lấy dày hơn thì mình lấy bột nhiều một chút xíu để cho tăng cái độ dày lên ha. Cánh thứ ba nè, ở đây mình đi bốn cánh lớn trước đi, tại vì cái bông này mình muốn ôm theo cái phao móng. Thấy không, mình đi một nửa thôi. Đó, cho nó bự ra, rút nhẹ nó ra. Không, ba cánh. Bắt đầu mình đi cánh thứ tư. Cánh thứ tư thì mình đi kéo dài một chút xíu. Cánh này thì mình sẽ lấy bột cho nó bự chút, cho nó nhiều chút. Đây, mình đặt cánh ở đây ha. Đó. Rồi sau đó mấy anh chị mới bắt đầu là mình tán cái cánh bông của mình nó ra. Rồi, dồn bột của mình xuống cho cái cánh này nó dài chút. Sau đó dùng thân cọ mình tán nó cho nó mỏng. Giờ mình đi cánh ở trong nha mấy anh chị. Đó, xong. Giờ mình đi qua cái phần nhụy. Đó, phần nhụy ha. Thì mình đặt cái bột nó vô phần chính giữa. Sau đó thì mình mới xoáy cái phần nhụy nó vô nè mấy anh chị nè, mình cho nó mỏng chút. Xong bắt đầu lấy cái đầu cọ ha, đó mình đi hình dấu hỏi nha mấy anh chị, đi hình dấu hỏi. Sau đó mình dừng tại cái điểm tam đó thì nó sẽ ra cái phần nhụy cho mình. Xong hết, bắt đầu mình sẽ đi cái cánh bông. Đi cánh bông thì mình sẽ đi màu hồng ha, mình đi hai màu, mình đi từ cái góc này đi ra nè, để xem thử. Nó hơi chảy chút. Đây ha, đó rất là stunning luôn mấy anh chị ha. Cái bông của mình, màu của mình rất là hài hòa và rất là dễ thương. So cute.
cho cánh bông của mình hồi nãy hơi chạy chút, thành ra là mình sẽ chờ ha. Rồi tới cánh này đây, đặt nó vô ha, xếp cái bên đây. Xong bắt đầu mình dùng cái cây cọ của mình nè, nhích về cái phần chính giữa chút ha. Xong bắt đầu nè ha, đè nhẹ nó xuống. Bột của mình rất là dẻo nha mấy anh chị. Cái này là xin đặc biệt là làm cho cái 3D nha mấy anh chị ha. Cái bột này là mình theo công thức cho cái 3D nên thành ra cái bột á nó rất là dẻo. Nó khác với cái 200 màu là cái gì? Tại vì cái 200 màu vừa đắp vừa dip đó, cái gì mà nó nhiều nhiều tác dụng chung với nhau á thì nó phải tắc khe nhiều. Còn cái này nó chỉ tắc khe 3D thôi nên thành ra là mấy anh chị làm á, lâu thường xuyên làm thì mình dùng cái bột này, còn lâu lâu làm một lần thì mấy anh chị dùng cái bột 200 màu. Hai trăm màu là làm thoải mái đẹp luôn ha. Nhưng mà cái set này thì mình soạn sẵn 240 màu thông dụng nhất để cho mấy anh chị là mình phối màu cho nó dễ và làm cho nó nhanh đó. Một set như vậy gồm có hai là gồm một set là gồm có là set 1, set 2. Set 1 thì 20 màu, set 2 thì 20 màu, total của mình là 40 màu đó. Xinh không? Rất là xinh. Đây. Đó ha. Cái design của mình nó cưng không? Rồi bắt đầu mình sẽ đi thêm cái bông nữa ha. Đi hơi bị nhanh tay chút xíu. Ok, không sao hết. Đi qua bên này. Đó, thế là mình đã xong một cái design. Bây giờ mình bắt đầu mình thêm cái hộp nữa vô là ok nha mấy anh chị ha. Mình xin rút ngắn thời gian để cho mấy anh chị xem cho nó dễ và tua lại coi cho nó dễ. Còn một cái nắp đâu ta? Rồi xong hết, bây giờ mình sẽ đính đá. Thì đính đá thì mình sẽ sử dụng những cái hộp. Xong mình sẽ sử dụng là hộp màu blue nha mấy chị, để mà cho nó matching với cái design của mình. Thì nó chỉ có hai ngón thôi, thành ra là mình sẽ sử dụng glue dán móng. Đây, sử dụng glue dán móng nha mấy chị ha. Sử dụng glue này dán, tại vì nó có hai ngón thôi, có một ngón thôi, với lại á
Thường khi mà mình làm 3D thì mấy anh chị không có sơn top coat lên trên cái bề mặt của móng nha mấy anh chị. Sơn lên là nó không có đẹp, tại vì cái mét cái design 3D á, khi mà anh chị xong á là mình làm để vậy luôn. Mình để im như vậy luôn nha. Mình không có đi thêm cái cái shiny cover nó đâu. Nó sẽ mất nét của mình hết. Xong giờ bắt đầu mình trang trí cái hộp của mình lên. Và cái xin nó sử dụng là glue dán móng thôi, tại vì mình cần nó khô liền á. Và khi mà mình sử dụng glue dán móng á, thì nó đòi hỏi là một cái là nó, khi mà mình đi những cái hộp nó phải chuẩn không? Tại vì khi mà đính vô giống như mấy anh chị mà dán móng vô là nó khô liền. Đó, mình sử dụng hộp glue ha, để cho nó nổi bật cho cái hộp của mình. Lâu lắm mình không có đi lại cái style này, mà nó rất là xinh ha. Style này rất là xinh. Đây, thế là mình đã xong cái bộ nail nha mấy anh chị. Rất là xinh phải không? Đó, một bộ nail rất là hoành tráng. Rất là đẹp nha mấy anh chị. So cute, dễ thương lắm. Rồi, để lên đây nè mấy anh chị, cho mấy anh chị xem cho nó rõ cái bộ nail mà mình mới vừa xong. Mình làm rút ngắn thời gian để chia sẻ cho mấy anh chị cho nó dễ ha. Thành ra hồi nãy mà mình cũng có chia sẻ cái ngón làm marble. Cái thứ hai nữa thì hôm nay thì mình chia sẻ tiếp tục cái ngón 3D. Đó, anh chị nào yêu thích 3D thì mấy anh chị ủng hộ em một set 3D 40 màu nha. Cộng thêm một cái cây cọ 3D nữa là có 150 đồng thôi, và em sẽ si ship cho mấy anh chị. Để em lấy hai cái lấy hai cái hộp ha, để cho mấy anh chị xem. Để mấy anh chị là tham khảo thêm, với lại anh chị mà muốn làm 3D cho nó tiện nhanh gọn lẹ đó thì mấy anh chị là mua cái set này cho nó nhanh. Còn nếu mà anh chị có 200 màu rồi, mấy anh chị cứ lấy set 200 màu bên em xài nha, bảo đảm màu ra rất là đẹp luôn ha, bột dẻo nha mấy anh chị ha. Còn nếu mà mình tiện lợi, mình không có 200 màu, hay là mình xài riêng, hay là mình làm cho nó dễ thì mấy anh chị có thể là mua 40 màu set 3D nhà em, bảo đảm lắm, anh chị sẽ thích liền nha mấy anh chị. Xinh ơi là xinh luôn nè ha. Cái bột 3D nhà em làm nè. Rồi xong, để xin lấy cái hai cái set này cho mấy anh chị xem. Đây, để giới thiệu cho mấy anh chị nha. Rồi, đây là cái set 1 của bên nhà em nha mấy anh chị. Màu rất là đẹp nè, để em để cao lên cho mấy anh chị thấy ha. Đây, cái set 3D của em nè. Set 1 đây gồm có 20 màu, nhưng mấy anh chị xin cũng sắp xếp sẵn mấy màu cho mấy anh chị cho nó dễ. Và đây là cái set 2 của mình.
Đó, thì Christine cũng sắp xếp sẵn những cái tông màu ở trong này. Thì mấy anh chị rất là dễ dàng là mình lấy những cái màu để xài cho khách của mình nha mấy anh chị ha. Thì hồi nãy là cái bộ này Christine phối trong cái set này cộng với cái bột mà làm ma bồ đó. Bột làm ma bồ đó thì mấy anh chị là nếu mà anh chị nào có thì mấy anh chị làm bằng cái này. Là Christine sử dụng màu số 4950 và cái màu số 464 ha. Và cái màu số 80 để mà mình làm cái marble ha, marble. Đây cho em mượn cái tay marble ha. Đây ngón marble nha mấy anh chị, để thấp xuống một chút. Đây ngón marble nha. Là mình xin sử dụng 4 màu trong này nha. Rồi để đây xong rồi mình bye bye. Và hẹn gặp anh chị trong những cái live tiếp theo của mình nha. Và chúc cả nhà thành công. Hy vọng thì sách 3D này sẽ giúp cho anh chị là mình làm nhanh hơn và có những cái sáng tạo về những cái màu sắc hỗ trợ cho cái bộ nail nó thêm phong phú, thêm ID nha. Thank you mọi người rất là nhiều. Anh chị có thể là order những cái sản phẩm của mình tại là website supply hoặc gọi vô số phone công ty 714-804-9288, 714-804-9688, 714-804-9918 và 714-804-9948 nha. Và cái set 3D này mấy anh chị có thể là mua tại những cái supply gần nhất của mình hoặc tới CL Lam supply địa chỉ là 7495 Anaconda Grand Road 92841 nha. Hoặc tới CL Nail supply địa chỉ là 9872 Westminster Sushi Grand Road 92844 sẽ có đầy đủ service, đầy đủ sản phẩm để phục vụ cho anh chị cho nail. Thank you mọi người rất là nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại.